Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5, thành phố ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng hơn 48% so với trung bình tháng trước. Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận huyện, thành phố Thủ Đức, 20 trên 22 quận huyện trừ quận 12 Phú Nhuận. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 10.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca sốt xuất huyết nặng là 19, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuần qua, thành phố chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Như vậy, số ca tử vong do căn bệnh này từ đầu năm đến nay là 7 ca. Do đó, ngành y tế tiếp tục tổ chức xử lý phun hóa chất các ổ dịch, thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ. Từ cuối tháng 4, HCDC bắt đầu cảnh báo sốt xuất huyết vào mùa và nguy cơ bùng phát theo sau COVID-19. Từ đó đến nay, số ca liên tiếp tăng nhanh mỗi tuần. Nhận định về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hưng cho rằng, mặc dù dịch bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại thành phố, thế nhưng các dấu hiệu năm nay cho thấy nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Ngày 30 tháng 5, trong lễ phát động ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, ông Dương Anh Đức đã kêu gọi sự đồng lòng vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hành động, không để dịch bệnh tiếp tục gây tổn hại sức khỏe và đời sống chính mình.